tương trầm thấu đến diêu cung. Thành tâm khẩn nguyện đức mầu từ, trên khói hương này xin mẫu ngữ chứng minh con trẻ tất lòng thành. Nam mô vô thượng hư không địa mẫu dưỡng sanh bảo mạng chân kinh. Kính lạy Phật từ bi cụ thế, đem đạo lành phổ tế chúng sanh. Luân hồi khổ nào triền miên, mới dùng phương pháp giải phiền nơi tâm. Kính lại pháp nguồn ân chưa trả, nẻo quang minh mô tả rõ ràng. Vì đời lắm kẻ lầm than, nên thuyền bát nhã sẵn sàng đợi đưa. Kính lại tăng là người chỉ cả thay thế tôn hoằng quá đạo màu. Vô minh nên mới lo âu, rồi đường cứu khổ dẫn đường chúng sinh. Con nhất tâm đảnh lễ cầu hoàng mẫu cứu độ chúng sinh. Con nhất tâm đảnh lễ Phổ Đà Sơn Nam Hải chứng minh. Nam mô Hội Thượng Phật chứng minh. Nam mô Tam Bảo Đạo Tràng chứng minh. Nam mô con nhất tâm đảnh lễ Tổ Thầy chứng minh. Dân đuốc thiên thành tâm cánh màu, ngọn linh đăng soi thấu mười phương. Điện quang tỏ ánh chiêu dương, cầu xin từ màu Tây Phương chính đàn. Mẹ giang thế độ an non nước, điển quyền linh ban phước vạn dân. Nguồn thương sầu đồng bấn khoăn, nhìn đăng ý lòng tướng mẹ gần bên con. Ngự chim loan tại miều, tình thêm tây quyền diệu ứng linh. Bút cơ mẹ thảo tâm kinh, lời châu ghép lại tâm tình mẫu thương. Thank you.
nhìn biển cả trùng dương nước biết nghe tiếng khổ sầu ta thiết lòng đau mẹ trong từng lượng sống nào bao nhiêu sống y lượng nghẹn ngào bấy cảnh dương trần gặp nhiều gian khổ quá mẹ sáng khai quá độ khắp nơi núi sông vũ trụ đất trời chính lý do hoàng mẫu tạo đời an trẻ nguyện sớm chiều tu học ngày lẫn đêm lo kiểm hạnh con dân đăng mẹ chứng lòng son vạn dân bá tánh nước non thanh bình ngày kỷ niệm trăng mười thập bát gió đông về ngào ngát nguồn thương chốn trần trẻ dài dân hương thành cầu từ mẫu tây phương chứng đàn dân chén hương lời vàng cung kính tiếng trẻ khờ nguyện thỉnh từ tôn lời cầu giọng thấu cung tiên nơi tây dương mẫu diệu quyền chứng minh mẹ thương con thăm tình muôn thuở đạo hoằng truyền rộng mở khắp nơi gắn tu thó tục xa đời quê tiên chốn cũ là nơi trở về nhìn quán cầm sơn khê non nước cõi giới ba hưởng phước mẹ ban chính do hoàng mẫu thánh y an độ cho sinh y chúng y một đàn chánh tu làng khôi bạc ngút màu bay tỏ tâm hương thành hiện rõ diêu cung đại hương mẹ ngự không trông thức tâm ý kẻ thế soi chung gương hiền tam nhật mậu có xiên bái mậu tiếng chuông ngân gợi nỗi nhớ thương con quỳ dâng nén tâm hương lại mẹ phủ đức thập phương an lành nhìn làng khói trầm hương bay tỏ nhớ mẹ hiền
chốn trần miền cung nghinh đại lễ kỷ niệm ngày giáng thế từ tôn. Thương tần mẹ phủ càng khôn, chiến khai quần đạo pháp ma môn hành từ. Đọc kinh mẫu lòng như sao xuyên, gửi tâm thành thâm viên mẫu thân. Chuông chùa vang tiếng xa ngân, chạnh lòng con trẻ tuôn dòng lễ xa. Khói hương trầm thi tha theo gió, án mây lành hiện rõ quyền di. Con nguyện kiếp kiếp tu trì nương về theo bóng từ bi màu hoàng. Cầu lĩnh mẹ chỉnh an đoan nước, điển mẫu từ ban phước chúng sinh. Trần gian biết nẻo tu hành, nhờ đèn trí huệ phúc lành mẹ ban. Tầm chánh giác đạo vàng rực rỡ, hạt bồ đề nảy nở rừng cây. Am tiền nói nghiệp than mây, điện thiền mẹ chân nhật nay kinh đàn. Quá tươi thâm kính đi dân từ mẫu, gió hương lành nhẹ thổi mười phương. Dập đầu lại mẹ xót thương, chứng lòng con trẻ cúng dường dân qua. Lời giảng cầu thiết thái quan, chốn dương trần tở an phù dân. Chúng sinh đi đau khổ vô ngần, thành tâm đi lại mẹ gọi lần tối xưa. Ngày kỷ mậu sớm trưa bay màu, tiếng chân thành giọng câu diêu cung. Gắn tu nội chi ba tùng, bồ đề hành y nguyện thơm chung hương lành. Điện quyền linh y phủ quanh y bao khắp, nhớ mẫu hiền con chắp tay cầu. Lại mẹ đổ hết năm châu, cầu xin y
sanh ni chung sớm hầu di cung. Người dưới thế hiếu trung trọn dư, hồi lòng qua mẫu tử tương phùng. Hương lành thơm ngát lạ lùng, bồ đề rõ nở tại cung diêu trì. Quá thơm ngát con quỳ dâng lệ, lại mẫu thương gian thế chứng minh. Tai ngà dân đó qua sinh, thánh cầu mẹ giang điện linh chứng đàn. Quả tươi xanh tâm thành cung kính, tiếng trẻ khờ nguyện thành từ tôn. Điện linh phụ khắp càng khôn, triển khai đại đạo tiếng đồn vang xa. Tụng kinh mẫu gia gia an ổn, mẹ giáng trần hỗn độn sơ khai. Lời châu ghi lại trần ai, là do huyết mạch phi tài từ tôn. Quái linh y mẫu bao gồm vũ trụ, dưỡng nuôi con ấp bơ thủ điển thiên. Phước tài lộc thọ triền miên, dân lành nước thành nhà yên thanh bình. Tam nhật mẫu trì kinh địa màu, chúng sinh đều sâu đòi nhàn thanh. Mùa màng xuân tốt tươi xanh, quả quả thơm ngát hương lành từ bi. Bẻ khắc ghi sanh sự kỷ niệm ngày mẹ ngự không trung. Dập đầu bái tạ dương cung, độ an sanh chúng tao phùng long hoa. Kính lại mẫu thiết tha lời trẻ, dân quả tươi thỉnh mẹ chứng tri. Dập đầu lại đức diêu trì, điển linh mẹ phụ cứu nguy dân lành. Cung tình dân thủy thành thơm ghét, nhớ trăng
thời gian thấy mẫu hiền thủy thanh bát ngọc khấn nguyện cung nghinh. Đàn con trẻ quỳ xin mẹ chứng độ dân nghỉ lành bền vững tâm tôn. Sơn khê rạo bước ngao du vào nơi biển thanh rừng nhu tu hiền. Giờ thì tôn kiện thiền vọng bay điển mẫu từ phù rải khắp nơi. Mẹ thương dưỡng dục khuyên đời ngữ nơi thượng cõi ban lời ngọc châu. Mẹ truyền pháp nhiệm màu phản chiếu cứu đàn con tận yêu tận trung. Nguồn thương mẹ phù ngàn trùng suối lòng ngào ngạt ban chung con lành. Tạo non sông tươi thắm biển sông sâu thăm thầm trùng khơi. Hoằng khai đại đạo khắp nơi kể từ vô thị đến đời hậu tiên. Tâm kinh mẫu lời khuyên lai lan điển huyền linh tỏ sáng mười phương. Tài dân bát ngọc trà hương thành tâm y lại mẹ xót thương chứng y đàn. Nam mô vô thượng hư không địa mẫu dưỡng sinh bảo mạng chân kinh. Kính thưa quý linh tử, vừa rồi chúng ta đã trình lễ lục cúng, giờ đây quý vị hướng về tôn tượng diêu trì Phật mẫu thành tâm tụng kinh địa mẫu chân kinh. Phổ hương trung nơi quyện thành cô tình thêm tay miêu cổ ứng linh. Thượng tầng tỏ ánh mi quang minh chim lon mẫu ngữ truyền kinh sanh. Kim ngôn mẹ đây lời mạch quyết đức từ tôn tha thiết khuyên con hiếu trùng giữ vẹn cho tròn. Mẹ hiền phú điện bảo toàn chúng sanh nhật mẫu thành tâm y kính mẫu
tâm lòng son dòng uy thấu diêu cung. Dạ dạ sâm mi hợp trồng phòng, dân ngàn quốc thôi hưởng chung thanh bình. Mùa màng được tươi xinh sung túc, mẹ đổ con từng phút từng giây. Núi sông vũ trụ đó đây, chính gió hoàng mẫu dựng gầy táo nên. Linh điển nghi mẹ dưới trên phân rò, tâm chân kinh mẹ tỏ lời châu. Quần khai đại đạo nhiệm màu, quá xanh đi bốn biển năm châu tươi nhuận. Phật mẫu ngự thượng từng độ thế, điển chân linh phước huệ rải ban. Tâm kinh ni mẫu dạy rõ ràng, con lầm hiếu thảo đàn tràn cung. Phước lộc thọ hiển vinh do màu, trọn đủ thời kỳ mẫu hằng niên. Dân nghi an nước thành nhà yên, lời châu mẫu dạy gánh chuyên tu trì. Thơ ngâm diệu quyền di cơ bút, mẹ chuyện kinh dưỡng dục chúng sinh. Xưa vua bàn cổ phong danh, diêu trì Phật mẫu quá xanh muôn loài. Chân linh mẫu xét soi vũ trụ, điện âm dương kết tổ anh nhi. Thượng tầng mẫu ngự vương phi, phân ra thiên địa trị vì chúng sanh. Địa mẫu truyền chân kinh ni tâm quyết, khi âm dương hiệp hội cùng nhau. Mưa hòa gió thuận tươi màu, quá xanh nhân loại ngạc ngào chân thân. Vào đường đáo phải giữ lòng hiếu thảo trì kinh, lời châu mẹ dạy quyền linh hoàng tiên xá tội hiển vinh thanh nhàn. Cầu linh mẹ
độ nhân sinh giữ đúng hành tiên. Từ đây thiên địa phân riêng, âm dương chân khí linh nguyên chẳng trời. Nhật nguyệt tinh phương trời sáng tòa, mấy quyền diễn rõ thần thông. Mẹ phần Nam Bắc Tây Đông, bốn phương tám hướng bao dòng càng khôn. Điện thiên mẹ bảo toàn vinh cầu, chôn trung ương mẹ thủ địa châu. Linh ni hoàng chiếu sáng nhiệm màu, thiên tiên bảo dưỡng gồm thấu nhân lành. Phụ quân y mẫu trường sanh y bất lão, tài cao minh y sáng ư tạo quyền di. Thiên lùng địa á diệu kỳ, trí âm phối hợp phục quý diệu đài. Thiên địa lập âm y lai dương thư, khi thần giáo dành giữ điển linh. Khi trời do tạo quá sinh, pháp luân thường chuyển siêu hình căn nguyên. Chính mẹ tạo tôi hiền thánh chúa, điển linh y chân chân tâm y tâm thanh. Chẳng ngừng quá quá sinh sinh, thiên can thường chuyển dần hành địa chi. Thần giới khi tụ vì thai thân, mẹ cô mang canh ni canh thập niên. Tình thâm y mẫu tử thiên liên, mười thu đúng y nhật chia riêng què hào. Ba trăm bốn tẻ ra các hào, trong bát nghi quay phân vào tam hương. Tam nghi quả do mỗi hương định ra, sáu hào một quẻ đó là ba trăm tam bốn tẻ ra các hào. Trúc cơ mãn nguyệt vào giờ đúng, thập niên trường chuyển dụng thánh thai. Minh quân xuất thế trần ai, sáu vị thiên tử phi tài quyền quan. Mẹ
hoàng con trưởng ơi, đến địa hoàng mẹ thượng thứ hai. Nhân hoàng tam đệ thiên tài, còn ba vị nữa phân rài sau đây. Vua Phục Hy ngày hay biên qua, bát quái phân phát quả hiển linh. Chỉ rành tam hương thanh thanh, âm dương vũ trụ quang minh phân bài. Thần nông phi tài ngũ cốc, sắc lình gieo châu ngọc khắp nơi. Đó là hạt giống của trời, sanh ra lúa gạo giúp đời an khương. Chúa Yên Viên tạo ban y phục, đem ấm y no hạnh phúc vạn dân. Lưu truyền cơm áo chôn trần, để cho người thế thân tâm thanh nhàn. Vũ trụ do mẫu hoàng xuất phát, mẫu tạo ra Bồ Tát thần tiên. Thượng tầng bao phủ điện thiên, chẳng rời xa khỏi mẫu hiền dưỡng sanh. Nhìn biển cả trời thanh như nước biếc, khắp mi bốn mùa tám tiết trở xây. Gió ngàn có lượng tầng mây, quá xanh những loài cỏ cây thu cầm. Có ngủ nhạc bóng trầm ngân trời, khắp mi muôn nước từ màu dương xanh. Các đời dương đế đại dâm, từ trong thân y mẫu trưởng thành mà ra. Danh lam có năm tòa thắng cảnh, chốn lâm sơn tiết lạnh sương rơi. Có cây cổ thụ sống đời, sắc dân trăm họ do nơi mẫu hoàng. Năm giống y lúa tươi xanh y dung dường, sao thứ gạo dành thưởng nhân sinh. Nhân dân no ấm hiển vinh, sống nhờ điển mẹ quyền linh phù đầy. Khi lìa thế gọi thay thân màu, sự hoa xanh dời đổi vô thường. Thân mẹ là chỗ dựa nương, từ tôn địa mẫu
tinh quyền. Kìa lâu đài cung điện uy nga, am chùa quan xa lập ra, hiền thần tiên thánh y mẹ đà thưởng phân. Chư Phật nghi đất kim thân do màu, có trân y châu bù ngọc đó đây. Thiếu chi kẻ ước việc này, lòng tham mơ tưởng mấy ai đạt thành. Lõi kim khi bạc vàng quý bao, tất cả do mẫu tạo xuất nghi ra, dương hầu giảng quốc nghi gia gia, cũng do lầm nghi mẹ ban ra tôn sùng. Người dưới thế hiếu trung hưởng phước, điển quyền linh y sao trước mẹ ban, dân an quốc thời thanh y nhàn, đế dương cung cảnh y mẫu hoàng từ tôn. Nước nào bị dập dồn chinh chiến, cũng do nơi mẫu chuyển phạt hành. Vậy ai nào biết đến y danh, quyền linh y quang điển mẹ dành đó đây. Có tạo thành lãnh the lụa dài, cùng quả cây hoa rau cải trái cây. Nào là chua ngọt y đắng cay, lúa ăn thuốc uống rừng cây ai tương. Hàm ớt hẻ gần đường tiêu tội, khắp nhân sinh này khỏi bệnh đau. Hoa xanh y linh dược nhiệm màu, cao lương mỹ vậy thiếu đâu vật nào. Lại có dâm chanh dầu tương ớt, suối nào bằng nguồn suối tình thương. Mẹ ban trăm vạn mùi hương, lao tâm y tổng quyết vạn trường vì con. Công lao mẹ bút son khó tả, tình bao la biển cả khó hơn. Nỡ nào quên dứt nghĩa ơn cho đành. Vật ăn uống mẹ dành con đó, sản phẩm do mẹ quá tạo ra. Cần đài mạo áo phù quá, bạc tiền vật dụng hiện
ra ngày. Mẹ chẳng thấy một ai lòng tường, thân mẫu xâm ban thưởng khắp nơi, vật chi chẳng xót trên đời, mẫu không nghe có một lời nhớ thương. Trong vũ trụ tuần hoàn tạo qua, do mẫu sanh ra địa hòa cầu, biến thành sao ngã luân hồi, biết bao sáng vật qua màu tốt xinh. Kẻ thế đâu rõ tình thân màu, dầu hoàng thiên khó nổi sanh nên. Trên trời mưa đổ từng cơn, dưới đất mẹ hào quá quyền chân phép màu. Dòng mưa tuôn ngọt ngào cam lộ, ngộ cốc dành quá độ nhân sanh. Cỏ cây tươi tốt hương thanh, địa châu thấm giọt mưa lành phì nhiêu. Chính hơi nước thâu nhiều mạch huyết, bao tình vi xương tiết nghi giá băng. Đài mây gươm tổ phủ văn, gặp luồng quang điện biến tan mây liền. Mưa tuôn xuống trần miền tỏ khắp, cô rồng kia ẩn nấp ngàn sông. Lạnh phần dần chuyển gió đông, mẹ truyền quán giỏ hô phong ưng hầu. Cô rồng kia xứ nào chẳng có, ẩn biển sâu làm gió chuyển mây. Điều gió lạnh mẹ phán bài, ơn trên chiếu triệu giám rầy rẫy đâu. Muôn thu vẫn nằm sâu lòng đất, mẹ dưỡng nuôi âm chất hoàng khai. Nhọc nhằn chẳng quản đắng cay, điển quy quang quyền diệu đêm ngày dưỡng sanh. Chốn dương trần con lành tỏ hương, bao nhiệm màu mẹ thượng hồng ân. Tất cả do lệnh màu hoàng, công dài chẳng thấy người trần ghi tâm. Mẹ thương con
giả thầm đau thắt. Chẳng bao giờ nhắm mi mắt nghỉ đâu, điện quang níu mẹ rút thâu, càng khôn vũ trụ địa cầu tiêu tan. Khi ca ngao trở ngang dùng dây, thiên địa đành chịu phải ra đôi. Dương trần như thể bèo trôi, cảnh trời trống rỗng thám mưa sầu nán tay. Ngoài càng khôn như lai tạm ẩn, chư Bồ Tát tàn lẫn biệt tinh. Từ vua chúa đến quân y binh, sẽ điều tận diệt nhân sinh yêu tàn. Phương hương dành tiêu tan tất cả, như ở trong lòa quả bị tiêu. Muôn loài vạn vật bao nhiêu, phải đành chịu cảnh ni hoành hiu khổ sầu. Mẹ phán truyền cháu cao quý, ai su tầm diệt lý quang minh. Tâm thầm khảo sát chân kinh, thọ trì giảng nói chúng sinh hiểu rằng. Từ tôn chiêu điển lành ban phước, sắc linh phê người được thiện dinh. Phi tài huyền diệu cao minh, mẫu tự giáng bút ngọc linh kỳ truyền. Nhập vào kẻ tâm hiền sáng suốt, chân khí như ánh đuốc thiên nhiên. Mẫu cho phản bổn hoàng nguyên, chân thận đúng hoạt sức liền chẳng sai. Tinh khí hiệp cho ai dưỡng tâm, gắn tu tâm hưởng cảnh thượng đài. Khai tâm dung chuyển đạo ngay, lý chân thông hiểu chớ rài bỏ qua. Cần quán tưởng sâu xa kinh mẫu, chớ khoe tài nông nổi mà chi. Chân kinh lệnh mẹ chớ bị quần thần nghề văn nghi võ chẳng ghi lời vàng. Đại từ tôn mẫu hoàng cao cả, ân đức dài dông ngã đành sao. Tao nhân mặt khách anh hào, nông thương công sợ nở nào lãng ngơ. Không đền đáp tôn thờ cung cảnh, nở vô tâm chẳng kính mẫu hiền thâm
sâu nghiệt cả thiên liêng, đánh lòng bỏ đi bà chân truyền lời châu. Chánh y pháp ở đạo nhiệm màu ai rõ, giả đò như chẳng tỏ ngộ chi. Phụ ân từ mẫu diêu trì đỏ đài muôn kiếp chẳng hư thì tái sanh. Muốn biết rõ tánh danh Phật mẫu, hãy lắng nghe lời mẫu phân rằng: lão bà hỗn độn quá xanh, thở còn mù mịt trượt thanh chưa tường. Thiên địa chia âm dương chân khi, thập nhị muôn niên kỷ gian lâm tuổi thọ chín ngàn sáu trăm. Thời gian sức thế khổ tâm mê nhọc nhằn, muôn ngàn năm khuyên răng dạy dỗ, ngày biệt ly diệt độ chẳng ngờ. Mẫu hoàng từ giả con thơ, quá thân chớp nhán phút giờ chia tay. Hư không ngỡ mây đài thượng cõi, điện quang minh chiếu rọi khắp nơi, quyền di biến qua chẳng đời. Truyền kinh y châu ngọc bao lời thiết tha, chẳng thấy ai lệ xa nhớ mẹ, chốn trần gian gợi nỗi nhớ thương. Ngữ thuyền lướt sóng trùng dương, nào ai để dạ dấn dương lòng sầu. Mẹ thương con chẳng câu phiền trách, lòng ước mong quyết mạch trùng phòng, sớm về điện ngọc diêu cung con lành cố gắng hiếu trung tu hiền. Hội Tý Sửu khai thiên tịch địa, giảng sự thành hiếu nghĩa di tiên. Chân kinh Phật mẫu diệu quyền, hơn 180 câu khuyên sanh đời. Tâm thành ghi lại chân kinh, để truyền linh ni tử gần xa tu hiền. Chân kinh ni địa mẫu mẹ hiền, là công Phật tử dài tâm góp thành. Nguyễn Thị Ngọc 69 tuổi, Quỳnh Thị Quân tuổi 63, thị đẹp con mẹ họ Quỳnh, thị nhiều con trẻ họ Lâm góp phần. Nguyễn Hoàng Thanh Mai Thị Tinh, vợ với chồng trên dưới hiệp tâm, gò dấp ở chốn xài thành. Ngày nay công đức ghi kinh lưu truyền, Phan Thị Hồng người ở Hàm Tân, Hà Thị Mỹ Lệ Trần Ngọc Bích
ở xứ Cần Thơ. Ngày nay một và góp trong gia đình hội miễu Tây An, Phùng Thị Ngọc Bích, Nguyễn Hoàng, Nguyễn Văn Đức, Nguyễn Thị Lan, Hồ Hoàng Danh,